học từ giờ sắp tới là con không có được được buồn nữa. Nói với chị sao? Em bé nói chị sao? Cái đứa mà nhà cháu này nè mà nói với em á, nói cô hai hôm qua có ha, có cô với Dượng đó là tới đây là giúp cho con như vậy là chắc có lẽ là Mạnh Thường Quân biết đến con, giúp cho con đi học. Và chuyến này con không có nghỉ học mà cô hai con mừng quá à. Tại vì là cha thì còn sống lo cho con, mà bây giờ cha mất rồi nhưng mà cái tiền học phí, tiền này tiền kia nhóc hết trơn, nhưng mà ông bà nội già rồi không có khả năng để lo cho con, mà cha con thì mất rồi, rồi tiền học hàng ngày rồi sách vở rồi đồ đạc, rồi chuyến này con đi học trường mà lên lớp trường xa nữa, con đạp xe đạp xa quá rồi con đi về con đạp không nổi, rồi chắc có lẽ con nghỉ học. Mà con nghỉ học chắc con ở trong buồng không, con không có đi đâu chứ, con không có bạn bè ai chứ, mà con không có đi đâu chứ, mà cha mất mà con nghỉ học rồi cái như là con không biết cái gì trên cuộc đời này nữa chân á. Nó nói vậy đó. Cái hồi hôm qua là có chị với anh đi vô á là giúp cho mà hai đứa vậy, nó mừng lắm đó. Tiền con, dạ giúp tiền như vậy. Nó nói là hai đứa cháu thì nói cô hai ơi, chứ này con được đi học rồi, con mừng quá à. Con mừng quá à. Cái này là cũng như là có cái niềm tin, cái động lực của con nó trở lại. Mấy ngày nay con buồn, con tuyệt vọng, mà bây giờ con có cái hy vọng này, con mừng quá à. Rồi nó nói như vậy là trời cũng còn thương mình hết cô hai. Trời cũng còn thương mình, cũng không có bỏ hết cô hai. Con nói là cha mẹ mất rồi thì con đã bơ vơ rồi, con gà lé mẹ rồi, mà con còn nhỏ rồi, con đâu có đi làm thuê làm mướn, đâu ai mướn con, mà con học thì nó cũng không có đi tới đâu trơn á. Mà bây giờ con tuyệt vọng, mà bây giờ có cái niềm tin, cái động lực này á, con mừng dữ lắm, mừng luôn cô hai. Cái nó lại thắp nhang giấy với cha, nó nói là cha ơi, mà cô với chú với Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho con được trở lại trường học, con mừng quá à, cha cúng độ cho con mà học tới nơi tới chốn để sau này con đi làm nữa, con nuôi em. Con gái vậy đó là cái chiều khoảng cái giờ đó là có khoảng 2-3 giờ chiều, mấy chị em rồi xúm ngồi đây nè, có một con bướm bướm bay vô mà bay ở đằng trước gặp đó đó. Cái bắt đầu nhìn vô bàn thờ cái quạt hai cánh, một ba cánh, ba cánh, rồi một cái bắt đầu cũng như quạt ở trong dòm vô bàn thờ, quạt cái rồi ra ngoài dòm ngoài trời này, quạt cái rồi dòm bên đây dòm đi, hồi quạt xong bắt đầu cái dòm qua thấy hai đứa này, cái quay qua hai hướng này hoài không có đi. Rồi cái bắt đầu một hồi lâu dữ lắm, lâu bắt đầu thấy bay vô đó, rồi bắt đầu mới bay ra đi. Nhưng mà là nó nói là hai mà cái đứa bé này cái nói con không có sợ cha, mà cha gì vậy, cha phù hộ, cha độ vậy là con mừng dữ lắm. Không có sợ. Không có sợ, chị em trong nhà cha mẹ không ai sợ chứ. Nó gặp ba nó lên coi ba nó tối gì cũng nói gì nó. Tốt quá, không về thăm hai đứa thì tốt. Thương là cái tình thương của ba thương con nhiều lắm. Con gái ba sao con nói lớn cho con chị mình. Dạ dạ, gái con nói lên đi con. Cho các cô nghe. Các cô nghe đặng giúp cho con. Con ước là con được đến trường, con đi học. Con học thế này con làm nhà có tiền để con nuôi em con. Con báo ơn mấy cô mấy chú giúp cho con đến trường đi học. Mấy ông mấy bà. Dạ. Con cô mọi người ai cũng cái qua cái clip này ai cũng khen là con ngoan. Dạ. Cho nên là con có được cái động lực như vậy, con có được cái đức tính như vậy, con phải cố lên. Phấn đấu càng ngày càng ngoan hơn. Ha. Khi mình đã mất đi người cha yêu thương nhất của mình rồi thì bây giờ mình còn người em nè,
là con phải nghe lời, nghe lời cô chú này, mạnh thường quân này, ông bà này ha, mà cô hai này. Mình đi học là mình hả chăm học cho cái môn học của mình á, nó được đạt được điểm cao nè ha. Sau đó mình học xong mình tranh thủ mình về nhà liền để mà tiếp bà nội. Con có giấy ba là được cô chú mạnh thường quân người ta giúp con không? Dạ có. Con mong là có nhiều người thương con, rồi cho con tiền con được đến trường, con đi học. Là con giấy bà gì đó hả? Dạ. Hằng ngày đốt nhang giấy vậy hả? Dạ. Rồi con cầm cho gia đình được khỏe bình an. Đúng không? Bé này chắc là có hiếu luôn, thấy cũng cưng. Bé trai chắc là thờ. Bé trai chưa biết gì á. Dạ. Mẹ cô hay ở xa không? Dạ, mà em ở bên Hòa Thành ha. Cách đây mấy cây số không? Cũng mấy... 7-8 cây à? Ở bên Hòa Thành nó không biết mấy cây. 7-8 cây số. 7-8 cây. Không có biết chạy xe cho nên không có biết đo đường là bao nhiêu. Dạ. Cô hai có gì nhà? Cô hai có muốn nói mấy khán giả Mạnh Thường Quân thì cô hai cứ tự nhiên nói nha. Dạ. Trước tiên là em cũng cảm ơn trước là mời Mạnh Thường Quân, mấy cô mấy anh mấy chị mấy dì mấy dượng giúp đỡ cho mà cháu em được như vậy là mừng, em mừng dữ lắm, mừng không biết cái tả làm sao chứ mừng dữ lắm. Mừng nó được quay lại cái trường học như vậy là cũng như là nó được cái động lực là cái sức sống cái lần thứ hai rồi. Tại vì á, là mới rồi nó đã quá suy sụp rồi, nó đã tuyệt vọng rồi, lớp cha mắt rồi, lớp nào tụ trường cũng đâu có cái khả năng để lo cho nó mà học, rồi nó nói quần áo này kia đồ á mà nó tuyệt vọng rồi, coi như là mất tất cả, không có còn cái gì trơn á. Rồi nó nhỏ mà cháu nè nó mới nói với con em á, nó nói con em á, chị ơi chị, bộ kiếp trước á bộ em á ác lắm sao mà cái kiếp này á mà mẹ em cũng bỏ em đi mà cha em á cũng bỏ em, phải mẹ em bỏ em á thì em cũng mới ban đầu thì em có buồn thiệt, nhưng mà sao em suy nghĩ lại em không buồn, bởi vì cha em lo cho em còn hơn mẹ nữa cho nên em không buồn. Mà ngày hôm nay á, là như cha em mất rồi, em đau mà em còn khổ nữa. Bây giờ á, em đi học gì á, rồi cái ở nhà, cái cha chiều cha đi làm về á, cái cha nói á, mua bánh, mua trái gì á, cái kêu con, kêu con á, Thu ơi, Tí ơi, ra cha mua bánh nè cho ăn, từ đây sắp tới ai mua cho con ăn nữa. Ai còn kêu con nữa, ai còn kêu con nữa, không phải cha con đi đâu xa thì cha con sẽ có một ngày quay trở về. Này con, cha con đi vào con đường này là vĩnh biệt thiên thu rồi, con không có còn gặp mặt nữa. Bây giờ có gặp mặt cha nữa thì con chỉ quay được cái điện thoại con dập cha thôi, chứ là thì dính biết nghìn thu rồi. Rồi lại thăm nhang, quả làng thăm nhang gọi khóc, khóc hoài khóc quỷ rồi cái xây qua nhớ lại việc học. Nói cha tới từng lắm tiền á, cái cha cho con mà cha nói á là cha sợ á, cha xài hết, cha cho tiền con trước đặng á là để dành con đi học, chứ mà con đi học phải có tiền đó, mà bây giờ á là ai cho con nữa đây, ai cho con nữa mà ai lo mấy cô á thì cũng đâu có giàu có gì, thì mà chỉ là có ăn á hơn con chút đỉnh thôi chứ cũng không có bằng ai. Mà bây giờ cha con á đã mất rồi, mà bây giờ á mà con điện mẹ con mà cũng không được nữa, mẹ con á thì không có mà cho cái số điện thoại mà con gình á, con bấm á đặng Zalo qua lại thôi,
Nhưng mà cha mất cái con bấm đó, đặng con nói với mẹ: mẹ ơi cha mất rồi, mẹ ơi, xuống gặp cha lần cuối. Mẹ chặn cuộc gọi, mẹ cũng chặn cái nhắn tin luôn, chặn tất cả luôn, không liên lạc luôn. Không liên lạc từ bữa đó tới nay, không liên lạc, không cái gì hết trơn á. Rồi cái nó tối vô ngủ thì nằm thì nghĩ tới cha. Mà bây giờ đi ra thì dòm cái giường á, ngày xưa lúc trước đi ra thì thấy cha nằm ở đó, vô về bằng mệt nằm nghỉ ngơi đó. Mà bây giờ đi ra dòm thấy cái giường nó trống lỏng à, nó nói cha đã mất tiêu rồi, con không có chịu đâu. Nó nói con không có chịu đâu. Nó nói con đã mất mẹ rồi mà sao ông trời không thương con để mà cho cha con để mà sống, để là con báo hiếu cho cha. Mà chưa gì trơn là cha đã mất rồi. Cái hai đứa là từ bữa đó tới nay cha ngang cha nó không bao giờ mà nó để mà cho mà mãi cho. Vừa gần hết nhiêu đây là hai đứa thay phiên nhau đốt mà tới 10 giờ, 10 giờ, 10 mấy, 12 giờ. Rồi xong cái nó mới đốt nhang thanh, nó mới đi ngủ. Có hiếu thảo mà có cái ba đó. Dạ. Cái mà bữa mà ông thầy tụng là ông thầy tụng á, rồi cái ông tụng kinh, cái ông kêu á cái thằng em đó là bưng cơm lên dâng cúng cha đó. Nó nói con không có chịu đâu, con không có chịu cúng cha đâu, cha con á, cho cha con sống lại đi, chứ con không có chịu vậy đâu, con không có chấp nhận như vậy đâu. Không tin được là ba mất. Không ấy. Mà bữa đó cha nói hai đứa, một đứa bắp tay, đứa bắp giòm, nó la sùm hết trơn. Nó nói với trời vô Phật cứu cha con với, ông bà cứu cha con với, cứu cha với cha chở gì à, cha ơi chở gì à con. Mà hai đứa nó la liên đô bắt tặng. Nhìn không nổi, ông nội bà nội nó là coi như là còn la nữa. Còn ông nội nó còn nói, ông nội nói là trời trời, ông bắt cho con chết đi để cho con của con sống, để nó nuôi con của nó. Con già rồi, con chết nó không có sao, mà con của con nó còn trẻ, mà con nó còn nhỏ, nó chưa có gia đình, chưa có gì hết trơn, rồi nó mất rồi ai lo cho nó. Ông la mà ông khóc mà làm dữ lắm. Ông nội hả? Ông nội á, rồi bà nội cũng vậy. Bà nội cũng đau, cũng khổ. Mà đau khổ biết chừng nào. Rồi bây giờ sáng nói có khi nó đi ra là có, mới ban đầu thì nó còn mớ, còn tưởng cha nó còn sống, nó kêu cha. Rồi cái nó nhớ chực lại, nó nghe cái kinh này á, cái nó không có còn kêu nữa, là ngồi đây con, là nó nói cha mất rồi, nói cha mất rồi. Nói con nít á, nó chưa nó mới có 3-4 ngày nay nó chưa có tưởng tượng ra được á. Dạ. Nó vẫn còn cái hơi của ba nó chưa có nghĩ rồi. Là nó mất hẳn ba nên nó ngủ dậy đó. Dạ. Cái tiềm thức của nó vẫn còn tưởng tượng ba đang còn nằm đó. Dạ. Đau lắm đó. Tội. Dạ nó hai đứa này nó rất là đau khổ. Mà chính bản thân em cũng không chấp nhận được cái chuyện này. Bởi vì nó đang mạnh khỏe mà đi làm này kia đồ bình thường. Mà nè đi ra rồi tuốt ngoải nha, chị hai điện thoại tuốt ngoải con. Mà em á thì em hay tin mày, em cũng bủng rủng tay chân nữa. Mẹ em điện qua mà em không tin vào sự thật, em hỏi mẹ ơi mẹ nói thiệt không? Mẹ nói một lần nữa đi. Cái mẹ nói em mày chết rồi. Cái nói mẹ ơi mẹ đừng có giỡn nha, mẹ đừng có giỡn nha. Cái mẹ nói thiệt chứ mẹ không có nói dốc con đâu. Cái nó bắt đầu em đã mệt lên rồi, giờ em bủng rủng tay chân em rồi. Là cái như là em
lúc đó em ngã xuống cái giẫm á, chứ em cũng không, em mắc cái bình tĩnh, tay chân là mồ hôi đẫm này kia đồ sạch trơn rồi. Lúc đó em không có biết gì nữa trơn. Nếu mà anh mà các mà anh chị xa gần Mạnh Thượng Quân mà giúp cho mà cháu em được vậy thì em mang ơn dữ lắm, mang ơn luôn. Tại vì á cái khả năng mà cha nó vừa qua đời mà trông chèo vào cha không hà, mà giờ cha mất rồi mà hai đứa thì còn nhỏ nữa, rồi em thì cũng không có cái khả năng để mà lo cho hai đứa mà tới nơi tới chốn. Thì hôm nay á Mạnh Thượng Quân là giúp cho cháu nha, em như vậy rất là mừng, em cảm ơn dữ lắm. Em nói là muôn lần cảm ơn mà vạn lần thì cũng cảm ơn, chứ em không có biết nói cái gì hơn hết trơn. Mà giờ mà dữ lắm mừng, hôm qua nay mừng dữ lắm mừng, rồi hai đứa bé này cũng mừng dữ lắm mừng. Nói vậy là trời còn thương mình hả cô hai, vậy là mình còn sống được hả cô hai, tội nghiệp quá. Trời còn thương mình còn sống được, vậy là mình không có tiệc hả cô hai. Cha con mắt mà ông bà cô bác xa gần thương mừng quá hả cô hai. Nói vậy đó, tình cảm. Nó học, nó đi học về là nó ở nhà, nó quấn quýt với cha, nó không có chơi đâu, chứ không bạn không bè với ai chứ, chỉ có bạn học bạn gái mà ở xóm thôi, chứ ngoài ra không có chơi bời hay là tập tụ ở đâu chứ. Mà bây giờ là cha mất rồi, em cũng gối lắm, nhưng mà nó nghĩ tới nó dòm lên một đống sách nữa nó vậy. Nó nói là tụ trường tới bao nhiêu bạn bè đi học mà cha mất mà con nghỉ học nữa, con ở nhà con buồn dữ lắm, buồn không có gì học. Nay cô chú tới với con rồi là con phải tin là con từ giờ đi con sẽ học hết 12 ha. Sau này con học giỏi, con được học, con phấn đấu học giỏi, con được học bổng nữa, trời Phật sẽ độ, ba con sẽ phù hộ cho con. Con đi học sau này con ra được cái ngành nghề thì con có tiền, con lo em trả hiếu lại cho cô nè, cho nội nè, cho mọi người nè, sau này trời Phật thương á. Đó là Hà nghĩ như vậy, làm như vậy đi, con không lo nữa, bây giờ con chỉ lo sức khỏe, nhang đèn cho ba, trả hiếu cho ba, rồi nuôi em, chăm em, lấy tình cảm chị em với nhau á, động viên em, không có buồn, không có buồn nhiều nữa. Cô chú có cô là cô có hứa hỏi con là học 2 năm, hoặc kêu chú Minh Tân học 2 năm lên trường là khoảng bao nhiêu tiền đấy đó, thì cô nó sẽ giúp đỡ cho con. Cho nên sợ con buồn, sợ con thất học á, cho nên con phải yên tâm là sẽ có người giúp con học ha. Con không được buồn, bây giờ con chỉ có lo vậy đó, lo hàng ngày nhang đèn cho cha, giữ gìn sức khỏe qua 49 ngày của ba là vô tụ trường rồi đúng không. Và lúc đó mình sẽ kiếm chiếc xe tốt, tại con đi học cấp 3 là con học xa này. Mới lại nữa quần áo này ha, con may mấy bộ đồ học cấp 3 thì con nói cho cô. Cô sẽ dẫn con đi mua, dẫn con đi may. Nha, nhiêu tiền thì cô sẽ lo hết cái vấn đề đó. Sách vở học tập ha, là cứ lo đi. Khi đó là mình cần những cái gì thì nói. Con bây giờ là thay mẹ sẽ cha lo cho em. Không buồn, không buồn nhiều nữa. Phải tin đó là sự thật, ba mình không còn trên thế gian này nữa. Ba mình đã đi về nơi cõi vĩnh hằng đó rồi. Ha. Là bớt đi. Mình thương cha, mình chỉ biết sống tốt, làm nhiều việc thiện hồi hướng cho ba. Đấy, đó là cái con trả hiếu đấy, thấy không? Hồi nãy là xém bây giờ hai đứa
nói chung từ qua đó đến nay á chị đọc kinh cho cha, rồi đọc niệm Phật, hồi hướng kinh, rồi mà hồi hướng á, rồi hồi hôm qua chị vô chị nói đó, mấy bữa trước thì nó có ăn mặn thiệt, mà ngày hôm qua mà chị vô chị nói á, là hai đứa hồi chiều hôm qua là ăn tương tới nay luôn. Hai đứa nói là ăn tương tới 49 ngàn cho cha ha, cho cha trả hiếu cho cha, tốt quá trời. Đó là hai đứa bắt đầu ăn hồi chuyện qua, bắt đầu là tới mới nãy luôn. Thì con ăn chay được hay không ăn chay được là cái tâm của con ha. Nếu mà con thấy trong người con mà thiếu chất gì thì con cứ ăn tự nhiên ha, chứ không có ép buộc mình phải ăn chay như vậy mới ba mới có phúc. Không có, khi mà con thấy trong người con không được khỏe thì con ăn cái gì nó có sức khỏe thì con ăn, còn mà con ăn chay mà con thấy con có sức khỏe thì con ăn chay cho ba ha. Chứ cái này không phải là mình phải ép mình. Hôm nay cô thấy con xanh sao nè, con còn nhỏ, con ăn uống đầy đủ chất vô rồi, em nữa ha. À, rồi tụi con hàng ngày tụi con hai chị em thương nhau đốt nhang cho cha, niệm Phật cho cha, cái đó là cũng là giống như mình ăn chay rồi, phải không? Mà thấy cái cổ con nó bự bự kìa, các cô các chú cứ hỏi về cái vấn đề cái cổ đó. Hay là đi khám thì bữa nào thử đi khám coi, nếu như mà cổ con mà có cái gì uống thuốc cho nó hết. Chứ lên trên mạng là mấy cô mấy chú nói mấy cô á là thấy cái bé cái cần cổ con bự đó, sợ con bị biếu cổ, người ta lo cho con. Đúng rồi, nếu như mà con có thì mình đi bác sĩ thì cô sẽ lo tiền thuốc men bác sĩ cho con để con chữa cho hết nha. Không chừng dám có lắm chị, thấy thế nó đo bự nè chị, bự nha, thấy bự. Cho nên em nói hơi hỏi chị hồi nãy đó, chị nói là mẹ nó ngày xưa có hả? Dạ có đó, con có biết đó, cô hai nó ngày xưa mẹ con còn con mẹ gái con không? Có mẹ con có mà có tới bây giờ luôn á, nhưng mà là mẹ con muốn cổ nằm ở trong á, nó mệt nó nhức nó đau. Dạ vậy như, vậy như vậy là mình cho chị siêu âm chị đi. Với Mạnh Thường Vân nói coi chừng đúng đó chị. Nó mấy lâu lâu nghe là nó hầm nó nhức, nó tưởng đâu nó quể quải không phải đâu cái cổ nó đó. Cô hai cho đi khám đi, nhiều tiền này em gửi cho cô hai nha. Cho cháu đi khám đi. Cái này dẫn đi chỗ siêu âm anh, bác sĩ cho bác sĩ. Dạ cho bác dạ. Bác sĩ đi, mình đi bác sĩ khám cho cháu đi. Dạ rồi kinh phí nhiều tụi em lo cho. Dạ dạ cho nó đi. Bây giờ không sinh con mất hả? Cái học sinh con mất thẻ học sinh đó, không, không cần thẻ có tiền ngoài cô chú chị nó cho Mạnh Thường Quân sẽ giúp cho con đi khám bệnh ha. Thì con cảm ơn cô chú nhiều. Đấy thấy không, con ngoan vậy đó, ai cũng thương con hết á. Người ta giúp mình biết mang ơn. Mang ơn trả ơn là mình sống tốt là đó. Con đang trả ơn cho các cô các chú, hiểu không? Các ông các bà, các ông, tại vì con còn nhỏ, con còn nhỏ, các ông các bà lúc nào cũng chỉ mong con được sức mạnh khỏe nè, ngoan nè, học giỏi nè, hiếu thảo mới lại trong gia đình nè, đó sau này là một người tốt cho xã hội, đó là các bà, ông các bà là mừng có nhiều đâu. Đi khám cho em nha chị. Phải cho cháu đi khám. Đi khám sớm sớm. Thằng Tí là con trai, nó có cái cần cổ. Thấy hả? Cái chân cổ. Cái bé này là thấy rõ luôn. Bé này ngồi là thấy rõ một cái cục đây rồi đó. Thấy không? Đó. Tại vì thấy không? Chị thấy không? Thiếu tình mẹ thấy không? Phải có mẹ là biết rồi, cha nó đi làm coi kiếm tiền nuôi thôi chứ đâu có để ý được ba cái này. Dạ đúng rồi. Bây giờ tụi em quay phim lên tụi em cũng không để ý nữa mà Mạnh Thường Quân người ta để ý, khán giả ta để ý. Người ta nói là Minh Tân ơi coi em bé nó, em gái nó có bị gì ở cổ không? Chứ là thấy cái cần cổ nó kỳ kỳ bự lắm. Thế nên em mới nói chị hồi nãy giờ. Mai thì có thể sắp xếp cho nó đi khám đi. Khám sớm sớm. Nếu mà có gì mình chữa sớm. Hiểu không? Đừng có để mà khám tư, được. Kế bên bệnh viện này cho vô viện khám luôn. Vô phòng khám tư đi. Không khám tư giờ vô bệnh viện dịch không? Dạ, vậy là để đi khám tư. Phòng khám qua Đồng Xuyên, phòng khám tư. Điện cho em. Dạ. Điện em đi, em dẫn cháu đi. Đi chung với chị. Dạ dạ. Em nói với chị ha. Em dốt không biết chị xe nha. Thì không biết chị xe thì ông xã chị chờ chị. Rồi em chở bé này. À vậy ha. Chứ em không có chia xe. Tôi sợ chị chở chị rồi em chở bé đó. Dạ. Đi khám. Cô hai có chồng con còn không? Dạ còn. Con cô hai lớn chưa? Lớn. Dạ lớn. Con đẹp lắm.
gái hả? Nè, là chị tự nhiên có cái bớt này thấy đẹp không? Giống như rồi, nó tính hỏi là gì xăm hay gì? Tự nhiên nó mọc lên đó. Tự nhiên nó cái bớt, cái bớt của người chị hai tự thân có. Đấy, tự nhiên có một cái bớt đỏ nói lên vậy đó. Phật sống vậy. Ha. Nó nói chuyện thế rất là cơm con. Hai đứa luôn cho cha ăn cơm. Đứa đốt nhà ăn kêu cha ăn cơm kìa. Đúng chưa? Hai cái này đúng chưa? Tới giờ mà đốt nhang cho cha nè nghe mọi người, hai đứa để vô đốt nhang cho cha, kêu cha ăn gì ăn cơm. Cha làm hai dân chín ăn cơm. Dạ, cha làm hai dân chín. Cha làm hai dân gì ăn cơm con nghe cha. Cha làm...